đông là hiện tại đang để thịt đông lạnh đó. Còn còn trong ngăn mát thì lại đang để rau củ nè, có cả sữa với lại là một số đồ mình đang dùng lỡ dở xong có mình để bên trong luôn. Trái cây, rau củ và những cái đồ mà mình đi chợ như là rau, cá, thịt đồ. Ví dụ như là trà sữa này hoặc là sữa mà những cái loại hộp lớn mà 2 lít á, thì mình cũng không có hết. Thì mình sẽ để lại trong tủ lạnh để dùng cho những lần tiếp theo. Tủ đông á là mình sẽ đường để cá và thịt thì tại mình ở xa nên mẹ gửi đồ ăn vào thì thường sẽ là một tuần hơn. Còn rau củ thì mình sẽ chế biến ở trong tuần, ăn hết một tuần liền ạ. Rau củ là mua sử dụng trong ngày. Còn ví dụ như mà mấy đồ đông lạnh là sử dụng khoảng tầm một tuần. Có thể là để 3 ngày ví dụ mình nhớ thì mở ra mình ăn, còn không thì để 3 ngày tới 7 ngày một tuần luôn. Rồi nó bị hư thì mình vứt. Thường thì cỡ 3-4 tháng, hoặc có thể là một năm Tết thì vệ sinh lần cũng được. Chắc tầm 3-4 tháng. 3-4 tháng khi nào thấy mà ở ngăn đông mà nó đông đá kia là mới vệ sinh thôi. Một tuần một lần. Tại vì đồ mình mua là trong một tuần nên là mình sẽ ăn nhanh một tuần đó là tủ lạnh nó sẽ sạch bớt, xong rồi mình mới lôi đồ ra mình vệ sinh. Tủ lạnh có thể hỗ trợ cho chúng ta bảo quản được các thực phẩm và giảm thiểu bớt các cái nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm. Nhưng mà tủ lạnh không phải là một thiết bị khiến cho chúng ta hoàn toàn yên tâm về việc không bị ngộ độc thực phẩm từ những thực phẩm đã được bảo quản và lưu trữ ở trong tủ lạnh. Khi chúng ta đưa thực phẩm vào trong tủ lạnh chỉ giúp cho các loại vi khuẩn nó chậm phát triển hơn. Chứ tủ lạnh không làm giết được các loại vi khuẩn. Do đó nếu mà chúng ta rất là chủ quan, chúng ta thấy thực phẩm đã nấu chín rồi, để vào trong tủ lạnh, sau đó chúng ta lấy ra chúng ta ăn mà chúng ta yên tâm là không có vi trùng, không có vi khuẩn, không có virus vân vân, thì đó là một cái sự nhầm lẫn rất là lớn. Trước hết bạn đừng nên xem tủ lạnh là một kho hàng, tủ lạnh chỉ là nơi trung chuyển mà thôi. Vì thế bạn càng rút ngắn thời gian trung chuyển này bao nhiêu thì thực phẩm của bạn sẽ phát huy hết chất dinh dưỡng bấy nhiêu đấy. Với thực phẩm đã chế biến rồi, chúng ta phải luôn luôn giữ ở cái nhiệt độ trên 60 độ C hoặc là dưới 5 độ C. Nếu thực phẩm đã được chế biến chín, bạn phải để vào trong các hộp để thực phẩm có nắp đậy kín và bạn để ở phần mà tủ lạnh đã hướng dẫn là để các thực phẩm chín. Thực phẩm chín thì chắc chắn 100% dù có để trong tủ lạnh cũng không nên sử dụng nếu mà thực phẩm đã được chế biến và đưa vào tủ lạnh quá 24 giờ. Trước khi ăn, bạn sẽ phải mở ra và cảm quan. Nếu thấy có bất cứ một cái dấu hiệu gì lạ là chúng ta đều phải bỏ đi, kể cả thực phẩm chín hay là thực phẩm sống. Loại rau mà chúng ta mua về, trong các loại rau này hoàn toàn có thể có từ ít tới nhiều các loại vi trùng, có thể có các ký sinh trùng, có các bào tử vân vân. Do đó sau khi sơ chế xong, bạn phải đưa vào các cái bao gói cẩn thận và để tách biệt ở trong hộc để các loại rau. Với các loại thịt, gia súc, gia cầm cần phải cấp đông. Cấp đông nghĩa là phải để vào ngăn đông đá của tủ lạnh, và ngăn đông chúng ta phải ưu tiên chọn lựa những loại tủ lạnh có ngăn đông dưới âm 18 độ C. Với các thực phẩm đã được đông đá mà còn sống, còn tươi, còn chưa chế biến xong thì việc đầu tiên của chúng ta là sơ chế sạch sẽ, chia thành từng phần nhỏ tương thích với mỗi lần mà chúng ta sử dụng. Và lần nào sử dụng xong lần đấy, hạn chế tối đa việc cấp đông trở lại thực phẩm sau khi đã rã đông. Khi chúng ta để thực phẩm ở trong tủ lạnh, chúng ta cần phải lưu ý là thực phẩm chín và thực phẩm sống phải cách biệt hoàn toàn với nhau. Toàn bộ các thực phẩm đều cần phải bao gói trong các cái bao gói phù hợp với từng loại thực phẩm. Vệ sinh tủ lạnh thường xuyên, kiểm tra nhiệt độ trong bản thân tủ lạnh. Trong từng phần, phần thứ nhất là phần đông đá, phần thứ hai là phần mát của tủ lạnh. Nếu nhiệt độ không đảm bảo nhiệt độ mà nhà sản xuất đã quy định, chúng ta cần phải sửa, bảo trì vân vân, thậm chí là chúng ta cần phải thay thế các cái tủ lạnh mà không đảm bảo được các cái điều kiện nhiệt độ. Tất cả các thực phẩm chúng ta đều phải lưu ý sau khi đã cắt khỏi bao gói mà nhà sản xuất đã sản xuất
dù có để ở trong tủ lạnh thì bạn cũng chỉ lưu ý là với tất cả các thực phẩm đã chế biến rồi, chúng ta nên ưu tiên sử dụng trong vòng 24 tiếng đồng hồ kể từ khi chúng ta chế biến xong, và chúng ta có để trong ngăn đông đá của tủ lạnh chúng ta cũng nên ưu tiên sử dụng càng sớm càng tốt. Hạn chế tối đa việc là chứa quá nhiều thực phẩm ở trong tủ lạnh, bởi vì nếu chúng ta chứa quá nhiều thực phẩm trong tủ lạnh thì bản thân các loại vi sinh vật có thể gây nhiễm chéo từ thực phẩm sống sang thực phẩm đã chín rồi, từ thực phẩm đã chín rồi này sang thực phẩm đã chín rồi khác. Bề mặt ở trong tủ lạnh, cánh tủ lạnh và các loại thực phẩm chúng ta để ở trong tủ lạnh hoàn toàn có thể từ các thiết bị, từ các cái dụng cụ chứa đựng này cũng có thể lây nhiễm chéo và khiến cho chúng ta dễ đối diện với nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm do nhiều nguyên nhân khác nhau.